thưa quý vị và các bạn. Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội được Đảng và nhân dân ta lựa chọn là đúng đắn, được kiên trì kiên định triển khai thực hiện suốt từ năm 1930 đến nay. Nhờ đó, cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, giành chính quyền về tay nhân dân, làm nên những thắng lợi vĩ đại trong các cuộc kháng chiến chống xâm lược, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội, thực hiện công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Điều hiển nhiên và được lịch sử dân tộc minh chứng rất rõ ràng đó, tưởng chừng như không có gì cần phải bàn luận thêm. Vậy mà hiện nay vẫn có những giọng điệu lạc lõng, đòi đảng ta, nhân dân ta phải từ bỏ mục tiêu con đường đã chọn và đi theo con đường khác, vì họ cho rằng đó là con đường sai lầm dẫn dân tộc đến đường cùng, ngõ cụt. Họ ra sức lợi dụng sự kiện chủ nghĩa xã hội theo mô hình Xô Viết ở Liên Xô và các nước Đông Âu sụp đổ. Cho rằng chủ nghĩa xã hội đã cáo chung, Đảng Cộng sản đã hết vai trò lịch sử, rằng nước ta kiên định đi lên chủ nghĩa xã hội là sai lầm, là đi vào vết xe đổ của Liên Xô và Đông Âu. Họ cố tình xuyên tạc chủ nghĩa xã hội mà các bác nêu ra chỉ là một lý tưởng, một chủ nghĩa xã hội không tưởng, không bao giờ thực hiện được. Rồi khuyến nghị khuyên đảng ta cần phải đi theo con đường khác theo mô hình xã hội dân chủ thực hiện đa nguyên chính trị đa đảng đối lập. Trong bài viết đăng trên trang web của Học viện Chính trị Công an Nhân dân có tiêu đề Phê phán quan điểm cho rằng Việt Nam kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là sai lầm, đi theo vết xe đổ của Liên Xô. Tác giả Nguyễn Bá Dương khẳng định: Đây thực chất là những luận điệu phi lịch sử, phản động, phản khoa học mục đích của những kẻ tung ra luận điệu trên là rất rõ ràng. Nếu chưa thể xóa bỏ được chủ nghĩa xã hội, lái nước ta đi theo con đường khác, con đường tư bản chủ nghĩa, thì cũng làm cho quần chúng nhân dân hoài nghi, bi quan, dao động, suy giảm niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn. Những luận điệu chống phá đó được lặp đi lặp lại nhiều lần với cách thức biểu hiện khác nhau khi trắng trợn lúc tinh vi, khi rầm rỗ, lúc lặng lẽ âm thầm với các giọng điệu cung bậc khác nhau, song chung một kiểu mưa dầm thấm lâu được tung lên không gian mạng trên internet nên rất nguy hiểm. Thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý. Thực tiễn lịch sử cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là hiện thực sinh động là minh chứng làm phá sản những quan điểm thù địch sai trái, đồng thời làm cho nhân dân ta nhận thức đầy đủ rõ ràng hơn. Vững tin hơn vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường mà dân tộc ta đang đi, cái đích mà chúng ta sẽ đến. Không thể nói rằng đi lên chủ nghĩa xã hội là sai lầm. Con đường của chúng ta lựa chọn và đang đi là đúng đắn, mục tiêu hướng tới của chúng ta là tốt đẹp. Tính đúng đắn của con đường đi lên chủ nghĩa xã hội đã được khẳng định về mặt lịch sử, được luận giải rõ ràng về mặt lý luận và được kiểm nghiệm sinh động về mặt thực tiễn suốt tiến trình cách mạng Việt Nam qua 88 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng. Những thập niên đầu của thế kỷ 20, vấn đề xóa bỏ gông xiềng xích sắt áp bức bóc lột của thực dân đế quốc, thực hiện giải phóng dân tộc giành độc lập tự do là vấn đề hàng đầu của dân tộc Việt Nam giải quyết vấn đề này trong thực tế lịch sử đã có nhiều lập trường, quan điểm và cách thức khác nhau. Các phương hướng và cách thức giải quyết đã được lịch sử khảo nghiệm và đi đến phương án lựa chọn cuối cùng. Từ phong trào Cần Vương cuối thế kỷ 19, cuộc khởi nghĩa Yên Thế kéo dài đến đầu thế kỷ 20, phong trào cách mạng có xu hướng bạo động của Phan Bội Châu, phong trào có xu hướng cải cách của Phan Chu Trinh, đến cuộc khởi nghĩa của Nguyễn Thái Học là những phong trào theo hệ tư tưởng phong kiến hoặc theo hệ tư tưởng tư sản đều đã được lịch sử kiểm nghiệm song vẫn không phải là con đường đúng đắn hiệu quả để cứu nước, cứu dân, giải phóng dân tộc mà trái lại vẫn bế tắc lâm vào đường cùng ngõ cụt làm cho tình hình đất nước đen tối không có đường ra. Thực tiễn đó khẳng định muốn cứu nước giải phóng dân tộc phải tìm một con đường khác, phải đi theo con đường cách mạng vô sản, độc lập dân tộc phải gắn liền với chủ nghĩa xã hội đó là con đường duy nhất đúng đắn có thể cứu nước cứu nhà, giải phóng dân tộc, đưa nhân dân thoát khỏi thân phận bị áp bức bóc lột là nô lệ của ngoại bang. Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, sau này là Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đường tìm đường cứu nước đã khẳng định như vậy. Lịch sử Việt Nam đã khảo nghiệm và lựa chọn con đường cứu nước giải phóng dân tộc, phải đi theo chủ nghĩa Mác-Lênin, đi theo con đường của cách mạng tháng 10 Nga vĩ đại do Đảng Cộng sản Bolshevik của Lenin lãnh đạo. Đó là sự lựa chọn của lịch sử, là một tất yếu khách quan là sự vận động hợp quy luật của lịch sử Việt Nam trong bối cảnh mới. Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử và thời đại, thể hiện rõ khát vọng sống hòa bình, độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc những kẻ đưa ra luận điệu lạc lõng trên cần nhớ lại sự thật lịch sử này và tính tất yếu khách quan mà thời cuộc đưa đến. Không thể trà đạp đến sự thật, bóp méo chân lý, vùi dập đạo lý, tước bỏ khát vọng cháy bỏng của cả một dân tộc thiết tha yêu chuộng hòa bình. Muốn được sống trong độc lập tự do, mong muốn được sống yên bình, ấm no, hạnh phúc. 88 năm qua, nhân dân ta đi theo con đường ấy đã đạt được những thắng lợi và thành tựu to lớn, đáng tự hào, trên cả phương diện giữ nước và dựng nước. Thử hỏi, nhân dân ta có cuộc sống hòa bình, độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc như ngày hôm nay? Phải chăng là trời ban cho, Chúa mang đến, nhờ sự may rủi hay là kết quả kiên quyết, kiên trì đấu tranh bền bỉ, dẻo dai với bao nhiêu tổn thất, hy sinh xương máu của nhiều thế hệ người Việt Nam, đã đứng lên chiến đấu dũng cảm, kiên cường để chống thực dân, đế quốc và bẻ lũ tay sai đã kiên định mục tiêu lý tưởng đi theo con đường cách mạng của chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam mà nhân dân ta đã lựa chọn. Đúng như vậy, chủ nghĩa xã hội khi đang là phương hướng phát triển của cách mạng Việt Nam đã tạo nên động lực vô cùng to lớn hội tụ và kết tinh sức mạnh của cả một dân tộc để rời non lấp biển làm nên cách mạng tháng 8, chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu và đã làm nên đại thắng mùa xuân vĩ đại năm 1975 đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Đó là sự thật, lịch sử đã ghi nhận, nhân dân thế giới đã biết, không ai có thể chối cãi được. Nhớ lại khi nhân dân ta xây dựng chủ nghĩa xã hội ở một phần đất nước thì chính những thành quả tốt đẹp của chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc đã tạo ra sức mạnh và trở thành nhân tố quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, thực hiện thống nhất tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội nếu không có miền Bắc xã hội chủ nghĩa, hậu phương lớn của tiền tuyến lớn, cung cấp kịp thời sức người, sức của cho chiến trường miền Nam, thì đế quốc Mỹ liệu có cúi đầu cuốn cờ về nước và liệu lịch sử có ghi dấu mốc Hiệp định Paris tháng 1 năm 1973 hay không? Tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội đã được khẳng định rõ ràng trong thực tiễn lịch sử cách mạng Việt Nam. Hiện nay, nhân dân ta đang vững bước đi trên con đường ấy, ra sức đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước với một vị thế và tư thế mới của những người làm chủ và biết làm chủ vận mệnh của mình, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc. Với những định hướng chủ trương và giải pháp lớn, nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội 12 của Đảng đã đề ra, nhân dân Việt Nam vững tin hướng tới tương lai. Ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội do Đảng Cộng sản Việt Nam dương cao đã và đang đem lại cho dân tộc ta, nhân dân ta sự tự tin và sức mạnh mới, không có thế lực nào có thể cản bước ngăn đường chúng ta đi tới chỉ có chủ nghĩa xã hội mới đem lại cuộc sống ấm no tự do hạnh phúc và địa vị làm chủ chân chính cho nhân dân nâng tầm cao uy tín vị thế của dân tộc việt nam trên trường quốc tế chủ tịch hồ chí minh và đảng ta đã nhiều lần khẳng định như vậy đó là thực tế là hiện thực sinh động để bác bỏ mọi luận điệu xuyên tạc cho rằng kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là sai lầm những kẻ đưa ra luận điệu này đã không hiểu hay cố tình không hiểu lịch sử và bản chất thực sự của con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng nhân dân ta đang đi tới thì mới nói thiếu suy nghĩ với giọng điệu thâm thù, quay lưng lại lịch sử, điên cuồng chống đối chế độ, phản bội tổ quốc, phản bội nhân dân. Học thuyết khoa học cách mạng là chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là học thuyết duy nhất từ trước đến nay bàn về mục tiêu, con đường, lực lượng, biện pháp đấu tranh để xóa bỏ áp bức bóc lột bất công, thực hiện giải phóng con người, giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội và giải phóng nhân loại. Xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản tốt đẹp. Đó là một học thuyết tràn đầy sinh khí, sức sống, tinh thần nhân văn nhân đạo, đồng thời vạch ra một con đường đấu tranh cách mạng đem lại độc lập, tự do, ấm no hạnh phúc thực sự cho nhân dân người có lương tâm, có trí tuệ, tự xưng là yêu tổ quốc, yêu đồng bào, lẽ ra phải bảo vệ lẽ phải sự đúng đắn của chủ nghĩa Bắc Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và thành quả của cách mạng Việt Nam. Trái lại, bất kể là ai, thế lực nào phủ nhận học thuyết là gây tội ác, đánh cháo khái niệm, tự lấy tay chọc vào mắt mình, cam chịu nhục nhã để làm tay sai cho các thế lực thù địch. Dân tộc này đất nước này, hơn 90 triệu người dân cực lực phản đối và không dung thứ những kẻ đang gây tội ác. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần đầu bài phê phán quan điểm cho rằng Việt Nam kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là sai lầm, đi theo vết xe đổ của Liên Xô, của tác giả Nguyễn Bá Dương. Chương trình tạm dừng ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.